Tối ngày 10 tháng 10 trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Từ Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prông, Gia Lai, xác nhận công trình thủy điện Iagla E2 của công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng đang xây dựng trên địa bàn xã Iaga vừa xảy ra vỡ đập dẫn nước của thủy điện. Về mức độ ảnh hưởng và thiệt hại vẫn chưa có báo cáo cụ thể. Theo thông tin từ phía chính quyền xã Iaga, vụ việc không ảnh hưởng về người, riêng hoa màu người dân có bị ảnh hưởng vẫn đang được thống kê. Sau khi có kết quả cụ thể, chính quyền xã sẽ báo cáo lên cấp trên vị trí vỡ đập khoảng 10 mét